Món cá hồi chiên nước mắm cùng với một chén cơm nóng thì còn gì bằng nữa phải không các bạn? Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm và thưởng thức món cá hồi chiên nước mắm. Nhưng chiên không có cần dầu. Mình dùng cái nồi chiên không dầu để mình chiên cá hồi. Cái da nó giòn cũng giống như là mình chiên trong cái chảo dầu vậy. Mình có hai miếng cá hồi như vậy thì mình mua về rửa cho sạch rồi dùng giấy lau cho nó thật là khô lại, lau cho nó khô nước đi. Mình cạo rửa với muối, nước muối cho sạch rồi mới lau lại cho thật là khô. Một miếng cá hồi như vậy mình cắt ra làm ba khứa. Nếu các bạn thích nhỏ hơn thì các bạn có thể một miếng này các bạn cắt ra làm ba cũng được. Cắt một miếng nhỏ như vậy, cắt ra làm ba miếng nhỏ hơn nữa. Thì tùy theo cái sở thích của mỗi gia đình. Thì mình cắt miếng lớn như vậy thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn. Đó, cắt như vậy thì được 6 khứa như vậy đây. Bây giờ mình để ra một cái dĩa lớn hơn chút nữa để mình ốp cho nó dễ. Mình ốp gia vị vào trong cái cá này và mình để khoảng nửa tiếng rồi mình mới đem đi chiên. Trước tiên là mình gắt muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối, ít muối thôi các bạn, gắt chút xíu muối thôi. Rồi có bột tỏi, đây là cái bột tỏi nè. Nếu các bạn không có bột tỏi, các bạn có thể dùng cái tỏi tươi rồi băm cho nhuyễn ra. Tiêu, một chút xíu tiêu thôi. Rồi mình chở cái bề lưng ở dưới lên để mình cũng ốp muối và tỏi tiêu. Mình không có ốp đường vào trong cái cá này tại vì chút nữa mình sẽ làm nước mắm đường á, nó có vị ngọt rồi. Mình không có cho thêm đường nữa. Rồi chút xíu tiêu nữa. Mình cứ chở qua rồi mình để khoảng nửa tiếng. Sau nửa tiếng thì mình sẽ cho vào trong cá này là 3 muỗng canh bột bắp. Thì mình nên dùng cái bột bắp, nó sẽ giòn mà nó không có bị cứng. Rồi mình chở qua, mình cho trước tiên là 2 muỗng rồi mình chở cái bề lưng lên. Mình sẽ cho thêm 1 muỗng nữa để cho cá nó thấm đều cái bột bắp nè. Để nó dính cái bột bắp đều hết. Đó, mình cho thêm 1 muỗng nữa là đủ rồi. Mình thấy cái bột nó đã áo đều hết rồi. Nó áo đều hết cá rồi. Cái cách làm này các bạn có thể thay thế bằng cánh gà chiên nước mắm thì các bạn làm cũng cái cách làm cũng giống như vậy luôn. Cũng ốp gà rồi lăn qua bột, nhưng mà mình không có lăn quá nhiều bột. Chỉ áo bột một chút bên ngoài, bột khô như vậy thôi. Cái cách áo bột bên ngoài để cho khi mình chiên xong cái da nó giòn, ở bên ngoài nó giòn nhưng mà bên trong nó không bị khô. Rồi mình cho vào đây là 5 muỗng canh dầu. Trước tiên mình cho trên mặt cá là 3 muỗng trước đi. Mình cho 3 muỗng ở trên này. Mình chế ra cho đều. Rồi mình chở mặt dưới lên. Mình sẽ cho thêm 2 muỗng canh dầu nữa để cho
cái dầu nó thấm đều hết. Nhưng khi mình chiên xong thì cái dầu này nó sẽ chảy xuống dưới cái đáy nồi, nó không có bị dính vô trong cái cá, nó không có thấm dầu vô cá. Nếu các bạn nào không có cái nồi air fryer thì các bạn có thể chiên trong cái chảo dầu cũng được. Thì cũng làm cái cách y chang như vậy, chiên trong cái chảo dầu. Mình có áo bột ở bên ngoài như vậy thì mình chiên dầu nó cũng không có văng nhiều đâu, nó cũng không có văng ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ sắp cá vào trong cái nồi nè. Cái cách chiên này thì cũng giòn giống như là mình chiên trong dầu vậy. Nhưng mà được là cái dầu nó sẽ chảy xuống dưới đáy hết. Rồi mình sẽ vặn cái nút này giữa 160 độ và 200 độ. Mình chiên trong 20 phút. Tiếp theo mình sẽ làm nước mắm, 4 muỗng canh nước mắm. Nước mắm loại nào cũng được, mà nước mắm ngon thì càng cái cá mình nó sẽ ngon hơn. Và 2 muỗng canh nước, 1 muỗng canh đường, quậy cho tan đều. Mình sẽ cho nửa muỗng canh nước chanh, nếu các bạn không dùng nước chanh thì cũng được. 1 muỗng canh tỏi băm. Rồi 1 muỗng cà phê, cái bột ớt. Bột ớt này là bột ớt cay. Nếu các bạn không có bột ớt thì mình cho ớt tươi bằm nhuyễn cũng được. Nửa muỗng cà phê, cái bột ớt màu. Bột ớt màu thì nó không có cay, nó chỉ tạo cho cái màu đỏ thôi. Rồi đây là cái sốt của mình. Bây giờ cá cũng đã vàng cái mặt trên rồi. Mình sẽ chở cá ra lên. Mình chở cái mặt dưới lên để cho cái mặt cái da nó giòn. Nó vàng đều và nó giòn. Mình sẽ lật qua rất là nhẹ tay thôi, nếu không thì cá mình nó sẽ bể ra. Mình chở mặt dưới lên hết rồi, mình vặn cái nút tròn ngay số 10, mình chiên thêm 10 phút nữa là cá chín. Mình vặn cái nút tròn đó đó, tới cái số 10 là nướng thêm 10 phút nữa là cá mình nó đã vàng cái da và giòn luôn cái da. Rồi bây giờ mình để vào nướng 10 phút nữa. Sau 10 phút thì cái cá mình nó vàng như thế này đây. Đó, cái da nó rất là giòn luôn á. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt nè. Mình cho 2 muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo này. Rồi mình cho cái sốt vào, cái sốt ớt, nước mắm nè. Rồi đậy cái nắp lại. Các bạn nhớ đậy cái nắp để không thôi là nó văng ra ngoài. Rồi mình đậy lên, nhưng mà mình dở ra xem coi nó nước mắm này nó có đặc lại chưa. Khi nước mắm nó kẹo kẹo lại thì mình mới cho cá vào. Nếu mà nước mắm mà còn đang loãng quá, mình cho cá vào thì cái cá nó sẽ mềm và nó không còn giòn nữa. Đó, bây giờ mình thấy nước mắm này nó kẹo lại rồi. Đó, nó nghĩa là nó sắc lại thì cái cá mình cho vào nó vẫn còn giòn luôn, nó không có bị mềm ra và không bị bể ra. Đó, cái cá mình nè, cái da và cái màu vàng rất là đẹp và cái da nó giòn, rất là giòn luôn, nó còn giòn, nó không có bị mềm. Nếu chưa có cạn, chưa có sệt lại cái nước này nè, chưa nó chưa có kẹo lại mà các bạn cho cá vào thì cái da nó hồi nãy giờ mình chiên là nó sẽ bị mềm hết. Đó, uổng cái công của mình chiên. Các bạn nhìn cái màu rất là ngon luôn, mùi thơm phức luôn. Đó, cái da nó giòn, nó vẫn còn giòn luôn á, nó không có bị mềm. Từng miếng cá rất là ngon. Món cá hồi chiên nước mắm của mình hôm nay đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn thích món ăn này thì hãy đăng ký like
và share với mọi người để cùng nhau học hỏi, chia sẻ những cái món ăn ngon hơn cho gia đình của mình.